Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong ngày đầu tháng 8, miền Bắc đã đón một đợt mưa rào và dông trên diện rộng khi xuất hiện một dạnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ. Dưới tác động của dạnh áp thấp này thì Bắc Bộ đã xuất hiện nhiều điểm mưa to. Trong đêm qua và sáng sớm nay, những cơn mưa rào và dông vẫn tiếp diễn, trong đó thì khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có nhiều điểm mưa to. Dự báo phổ biến trong ngưỡng từ 40-70mm cả đợt, có nơi là trên 100mm. Do mưa lớn kéo dài nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh. Người dân nơi đây cần chú ý đề phòng. Với miền Trung, ảnh hưởng của dạnh áp thấp phía Bắc chủ yếu chỉ tác động và gây ra mưa ở Thanh Hóa trong đêm qua và sáng nay, với nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 34-35 độ. Còn các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Ninh Thuận, hôm nay vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với ngưỡng nhiệt cao từ 36-37 độ. Trong đó khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi vẫn còn có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới 38-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10-17 giờ. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất ngày phổ biến từ 45-60%, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, tại phía Nam, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh khiến cho Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm qua và chiều tối nay vẫn có mưa nhiều nơi. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và cả gió giật mạnh. Mưa nhiều về chiều tối, còn trong ngày ở Tây Nguyên và cả Nam Bộ vẫn có nắng, nên nhiệt độ ở Tây Nguyên hôm nay duy trì trong ngưỡng từ 28-31 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ là từ 31-33 độ. Trên biển hiện nay, theo các mô hình dự báo xa cho thấy, trên dãy áp thấp có trục ở vào khoảng 21-24 độ Vĩ Bắc vắt ngang qua khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới trong 24-48 giờ tới. Cụ thể là theo Trung tâm Khí tượng Hạn vừa châu Âu, vào rạng sáng ngày mai, một dãy áp thấp sẽ bắt đầu mạnh lên từ khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp này di chuyển theo hướng Đông, tiếp tục mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể là bão số 4 trong những ngày sau đó. Áp thấp nhiệt đới hay là bão sẽ di chuyển theo hướng Đông Bắc, dọc theo bờ biển các tỉnh phía Nam Trung Quốc và hướng về khu vực bán đảo Đài Loan. Do ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới này, trong những ngày tới, ở Bắc Biển Đông có thể sẽ có mưa to và biển động mạnh. Vì vậy, tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực cần hết sức chú ý, khẩn trương cho tàu thoát khỏi vùng nguy hiểm. Ngoài xoáy thuận nhiệt đới vừa cập nhật, thì trên dãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 21-24 độ Vĩ Bắc, còn xuất hiện 2-3 áp thấp nhiệt đới nữa đang hoạt động ngoài khơi xa Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự báo vào cuối tuần này, thì các áp thấp nhiệt đới trên đều có khả năng cao sẽ mạnh lên thành bão. Tuy nhiên, rất may mắn là các cơn bão này sẽ không di chuyển vào Biển Đông của nước ta. Mặc dù vậy, đây cũng là dấu hiệu cho thấy mùa bão năm nay đã bắt đầu bước vào những tháng cao điểm, khi tần suất các cơn bão xuất hiện ngày càng dày đặc hơn. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, sau đó có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Nam từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, giữa phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, giữa phía đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, giữa phía đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.